Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ tiếp tục mang đến cho anh chị và các bạn thông tin mới nhất về những chiếc xe 7 chỗ ngồi rộng rãi. Với phiên bản em đang giới thiệu anh chị và các bạn là phiên bản Luxury, sản xuất là năm 2021, sẽ có ngoại thất là màu xanh Carbonsai, được bác chủ đi rất là giữ gìn về chất lượng sơn si cũng như là về nội thất của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không bị đâm va, không bị ngập nước, hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và đây là những đường nét tổng quan về phần mâm nốp của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua, cũng như phần đầu xe nổi bật với những cái chi tiết như là mặt ca năng, những chi tiết viền mạ chrome với hình cánh chim nổi bật đặc trưng với những cái thiết kế Kodo của dòng xe Mazda. Đây là những cái phần hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe dạng bi chiếu sáng kết hợp với những phần giải LED daylight. Dọc thân xe thì cũng có trang bị như là bậc lên xuống, bậc cứng này, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, rồi những phần lẹp mạ hay là những cái phần tay nắm cửa được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất. Các phần màu nối của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là khít, không hề có hiện tượng bị đâm va dẫn đến xô lệch. Các đường gân góc cạnh của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo, em sẽ cố gắng quay chi tiết rõ ràng để anh chị và các bạn ở xa có thể tham khảo về một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ, không gian ngồi rộng rãi. Tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng hơn 700 triệu. Thay vì anh chị và các bạn mua một chiếc xe Xpander mới hoặc là một chiếc Veloz hay là một chiếc XL7 thì đây, cái sự lựa chọn này thì rất đáng để anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Không gian ngồi rộng rãi, máy thì sử dụng máy 2.5, sẽ cho anh chị và các bạn cái khả năng đạp ga cũng như là tăng tốc khi vượt nó rất là tuyệt vời. Tính năng an toàn thì nó cũng tương đối là đầy đủ. Ở trên bản này thì nó sẽ còn bản cao cấp nhất, thì với bản cao cấp nhất thì nó sẽ trang bị được nhiều tính năng hơn. Về cơ bản bên ngoài của chiếc xe thì nó cũng không có sự khác biệt quá nhiều. Không gian ngồi thì ba hàng ghế đều là rộng rãi cả. Anh chị có thể thấy đây là hàng ghế thứ ba của chiếc xe, là có cho anh chị và các bạn như là hai bên đều để ly cốc này, có hộc nhỏ này. Đấy, khi gặp xuống thì mình sẽ có một cái mặt phẳng rất là rộng rãi để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Chất lượng da của chiếc xe này thì được bác chủ đi rất là ít ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba, nên nó vẫn giữ được độ hoàn hảo nhất. Còn cái không gian khoang lái là nơi sử dụng nhiều nhất ghế lái. Anh chị và các bạn chỉ cần nhìn qua những cái phần chi tiết mép ghế da hay là những cái phần táp ly cánh cửa, phím bấm chức năng để mình có thể đánh giá tổng thể. Ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như rèm che chắn nắng, bệ thì tay với những cái chi tiết tựa đầu giảm chấn này, hay là dây đai an toàn, cửa gió điều hòa trung tâm. Đây là những phần má ghế của chiếc xe thì các bác có thể tham khảo qua. Đấy, lòng ghế với những chi tiết đục lỗ thông hơi mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi, khi đi đường dài sẽ không cảm thấy khó chịu. Trần xe thì không được trang bị cửa sổ trời anh chị nhé. Đấy, đây là cửa gió điều hòa trung tâm, có chức năng sấy ghế đầy đủ, rồi là hệ thống làm mát. Đấy, rồi là những cái chi tiết như là hệ thống thảm sàn, thảm cao su được bác chủ bác ý trang bị đầy đủ. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về khoang lái của chiếc xe. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có ở phần cánh cửa phím chức năng như là lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương, gập gương, rồi là hệ thống loa giải trí trên 4 cánh cửa. Đây là những cái phần như là hệ thống ghế ngồi với hệ thống nhớ ghế hai vị trí, ghế chỉnh điện, rồi là những cái phần như là hệ thống bệ tì tay, rồi là những phần cần số hay là những cái phím bấm chức năng của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham khảo. Màn hình giải trí này, hắt kính lái vẫn được trang bị đầy đủ, mặc dù là bản Luxury. Ghế ngồi thì vẫn có chức năng sấy ghế cho anh chị và các bạn, ghế lái, ghế phụ đầy đủ. Phanh tay điện tử Auto Hold, rồi là các chế độ lái Sport. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Đấy, các bác có thể tham khảo qua, khi anh chị và các bạn xem qua mà cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi, nhận được các ưu đãi hỗ trợ tốt nhất. Tổng thể chi tiết về khoang máy cũng như là trần mọng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Anh chị và các bạn mà cần xem hỗ trợ thông tin hay giải đáp những cái thắc mắc thì mình có thể liên hệ em sẽ gửi chi tiết thông tin cụ thể cho các bác.
và cái mức giá bán cho chiếc Mazda CX-5, CX-8 2.5 Luxury sản xuất năm 2021 đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá chỉ hơn 700 triệu, có hỗ trợ trả góp cũng như là giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu check test gara bất kỳ. Các bác chỉ cần báo địa chỉ là em cho xe đến, anh chị và các bạn có thể kiểm tra. Em xin cảm ơn.